Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube nghe trang đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày Sau đây chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Phượng ẩn thiên hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân do chan diễn đọc Như thường lệ các bạn đừng quên bình luận của vũ cho chan, like, share và subscribe để giúp kênh truyện phát triển hơn cũng như là để cập nhật chuyện mới mỗi ngày Donate ủng hộ cho chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản paper và số ví Momo Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 134 Cơ Phượng Ly ngửa mặt nhìn lên Ánh trăng lạnh như xương phản chiếu Trên chiếc mặt nạ của hắn Không có nước mắt Chỉ có hai dòng máu lặng lẽ chảy ra Làm bằng hoảng sợ hít sâu một hơi Vội vàng chạy tới trước yêu phiền nói Chủ nhân mắt của ngài Cơ Phượng Ly nhắm mắt làm ngơ Chậm rãi hỏi Hắn đang ở đâu Giọng nói nhẹ như gió Không mang theo bất kỳ cảm xúc gì Chỉ có nét lạnh lùng xa cách Hắn Lam Bang ngây người một lúc mới hiểu hắn ở đây chính là xác của Nguyên Bảo đã bị người khác mang đi rồi. Lam Bang chậm rãi đáp: Ai mang đi? Mau điều tra. Nhìn thấy Lam Bang vẫn còn do dự, Cơ Phượng Ly lãnh đạo nói: Đi ngay bây giờ. Lam Bang đưa mắt nhìn hắn đầy lo lắng rồi mới chậm rãi lùi ra. Cơ Phượng Ly dùng tay lau sạch vết máu trên mặt đi dọc theo con đường chợ. Trên đường vẫn còn rác rưởi, lá cây trông có phần bừa bãi sáng nay còn náo nhiệt cỡ nào vậy mà hiện tại chỉ còn có vẻ tịch mịch hắn ngồi dưới một gốc cây ánh trăng đầu xuân chảy xuống như làn thác trắng bao trùm lấy cơ thể hắn khiến hình bóng hắn càng thêm mờ mịt đêm tối vô cùng yên tĩnh thỉnh thoảng mới vọng lại tiếng cười nói từ những nhà dân ven đường hắn cũng như màn đêm kia yên tĩnh không hề dao động dù là thật hay giả dù cho đó là một cái bẫy nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận được kết quả như vậy tâm trạng dần dần trở lại bình tĩnh Sương đêm bắt đầu bám vào đôi mắt đỏ ửng của hắn Một đôi mắt trong suốt lạnh lẽo Hắn vội vàng quay lại Đụng phải một người Nói chính xác hơn là có một người bổ nhào vào lòng hắn Có lẽ do mới bị chảy máu mắt Tất cả mọi thứ trước mắt Đều mang theo một màu đỏ huyền ảo Người ngã vào lòng hắn là một cô nương Đeo khăn che mặt Hình như cô nương này mặc một bộ váy trắng Nhưng hình như lại không phải Bởi vì dưới váy của cô nương đó Có một mảng đỏ thẫm hắn đưa tay giữ lấy eo nàng lạnh lùng hỏi cô nương làm sao vậy hoa chế vũ cảm giác ý thức sắp rời bỏi cơ thể nàng nỗ lực mở to đôi mắt mệt mỏi của mình cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt hình như hắn là hoàng tử nguyệt thị nàng làm sao ư thật sự nàng đang rất đau nhưng trước mặt một người xa lạ nàng không thể nói ra bất cứ điều gì nhưng hắn đúng là người xa lạ ư vì sao vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc vì sao nàng lại có cảm giác khó hiểu này Liệu có phải đây là ảo giác trước lúc hôn mê? Nàng khẽ chớp mắt, chua chát nói. Ta không sao. Khung cảnh trước mắt dần dần mờ đi, ánh trăng cũng trở nên nhạt nhòa. Có tiếng bước chân vang vọng phía sau, Thúy Vân đã dẫn tỷ vệ chạy tới nhận lại hòa chứa vũ, còn không ngừng nói lời đa tạ. Cơ phượng ly đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi càng lúc càng xa, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc đèn lồng treo phía trước xe có viết một chữ nhiếp rất lớn. Xe của nhiếp phủ, Cô nương vừa rồi là người của nhiếp phủ. Chợt thấy bàn tay có cảng giáp ẩm ướt, lúc này hắn mới nhận ra đó là chất lỏng màu đỏ. Thì ra không phải cô nương kia mặc quần màu đỏ mà là bị thương. Trở lại dịch quán chưa được bao lâu, làm bằng đã trở về. Hắn âm thầm hỏi thăm người dân sống ở khu phố chợ, nghe nói xác của Nguyên Bảo đã được người khác dùng xe ngựa đưa đi. Nghe nói mấy người kia đều đội mũ trùm đầu, hoàn toàn không điều tra thêm được gì làm bằng cảm thấy may mắn. Nếu không phải lúc đó chủ nhân đang bế quan dưỡng thương, chỉ e người đội mũ trùm đầu mang nguyên bảo đi chính là chủ nhân. Đến lúc đó tất cả kế hoạch sẽ bị bại lộ. Cơ Phượng Ly nghe xong lời Lam Bang nói, liền rút cây sáo ngọc trong áo ra đặt lên môi, giai điệu chậm rãi mang theo sự thê lương dai dẳng, thoáng như có chút khí phách, nơi chiến trường, còn có sát khí tung hoành ngang dọc. Những vết thương cũ trên người Cơ Phượng Ly còn chưa khỏi hẳn, còn thêm mấy nhát dao dưới trời băng tuyết, tịnh dưỡng một thời gian mới khá lại được như trước. Đến khi khỏi hẳn thì đã qua tháng 2, thời tiết ấm áp, gió xuân giật giào. Ngoài sân trồng một cây trúc đào, ngọn cây cao tới cửa sổ, những nụ hoa hé nở đầy diễm lệ, mang theo hương thơm nức mũi. Cơ Phượng Ly chắp tay đứng bên cửa sổ, dưới ánh nắng dáng người cao gầy của hắn cũng giống như một cây trúc đào trước mặt nạ đã che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt sắc bén như dao hắn đang cầm một bức mật báo lật xem từng tờ khi đọc tới trang cuối cùng ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm nạp lan tuyết vốn đang ngồi trên giường khi nhìn thấy sắc mặt cơ phượng ly biến đổi liền tò mò ra sau cúi đầu đọc mật báo trong tay gương mặt giãn ra cười nói thiên kim nhất tướng tham gia tuyển tú <laughs> Quả nhiên đúng là như người dự đoán, bọn họ sắp đấu đá nhau rồi. Nhìn đi, Hoàng Phủ vô song và ông ta đều nghĩ người đã chết. Tiếp theo, người chỉ cần đứng ngoài quan sát là được. Cơ Phượng Ly chỉ thản nhiên cười. Người rất biết diễn kịch, nhưng nếu không có người kia thì không thể thật tới như vậy. Đến bây giờ, cô Tam công chúa kia còn tưởng người đã chết, ngay cả Uyển Nhi cũng bị người lửa gạt. Nạp Lan Tuyết nói, cơ Phượng Ly trầm mặc. Không phải Nhất Viễn Kiều chỉ có một cô con gái chưa tới 10 tuổi sao? Tuổi đó còn chưa đủ điều kiện tham gia tuyển tú Vậy nhếp tiểu thư này là ở đâu ra Nạp Lan Tuyết giơ hai tay lên nói Sao mà ta biết được Có khi nào là con gái nuôi mới nhặt về Cơ Phượng Ly nhau mắt lại lạnh lùng nói Sai người đi thăm dò đi Hắn xem lại một lần nữa lại nhạt nói Hừ. Vũ đô thật náo nhiệt Trong hoa viên nhếp phủ Cây xanh dập bóng Hoa xuân đỏ đỏ trắng trắng đếm không xuể. Đưa mắt nhìn lại gần, có một dòng suối nhỏ chảy dưới cây cầu bắc qua con đường mòn. Phía xa là một đình nghỉ mát nhỏ thấp thoáng trong bụi cây xanh. Cảnh đẹp này khiến người ta nghĩ mình đang lạc tới giao chỉ. Mà dáng người mảnh mai đứng trên cầu, làn váy lay động trong gió khiến người ta hoài nghi. Đó là tiên tử giao chỉ hạ phàm. Nàng đang ngẩn người, nhìn dòng nước chảy. Gió nhẹ hưu hưu thổi qua dòng nước, thổi rơi nhiều loại hoa bay tán loạn dính đầy tóc và áo nàng nhưng nàng lại như người chìm trong giấc mộng không hề phát hiện ra hoàng phủ vô song đứng ở phía xa nhìn lại núi đá cổ thụ bách hoa thanh trúc còn có nàng tất cả hợp lại thành một bức họa khiến người xem không thể rời mắt hắn thất thần hồi lâu đến khi giật mình tỉnh lại chỉ có thể khẽ cảm thán trong lòng một cơn gió lạ lướt qua thổi bay ống tay áo của hoa chư vũ nàng đưa tay bám vào lan can cầu mặt thoáng nhìn thấy bóng người đứng ở hòn non bộ phía xa trên môi chợt xuất hiện nụ cười lạnh lẽo nàng giang rộng hai tay đón gió hoàng phủ vô song như bị người đâm vào tim chỉ cảm thấy kinh hãi vô cùng hắn vội vàng chạy lại phía hổ nước nhưng hoa chư vũ đã chìm thẳng xuống lòng hồ không hề giải rụa chút nào Tất cả thị vệ đã bị hắn đuổi đi Hắn muốn đứng ở đó trộm ngắm nàng Nhưng hắn không ngờ nàng lại nhảy vào đó Hắn không thể suy nghĩ được gì Chỉ có thể nhảy vào hồ nước theo nàng Nước hồ tháng 3 vẫn còn rất lạnh Hòa chứ vũ vừa rơi xuống nước Áp lực của dòng nước khiến nàng không thở nổi Nhưng cũng chính lúc này Lòng nàng lại trở nên rõ ràng như gương nàng biết hoàng phủ vô song cũng nhảy xuống, nàng cảm nhận được hắn đang bơi lại gần nàng, nàng cảm nhận được cánh tay hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, gắng sức đưa nàng lên bờ. đám đông bắt đầu ùa tới, nàng cảm nhận được có thêm mấy người nhảy xuống nước kéo cả hai bọn họ lên. hoàng phủ vô song gằn giọng lùi hết ra ngoài, cơ thể nàng trở nên nhẹ bẫm, hắn ôm nàng rời khỏi hoa viên, xuyên qua giữa hành lang gấp khúc, tới khi vào trong khuây phòng của nàng. Nàng nằm trên giường để mặc Thúy Vân thay bộ quần áo ướt đẫm trên người, dùng chăn ôm lấy cơ thể lạnh giá của nàng. Chiếc lô hương bằng đồng đặt bên cạnh giường được thắp lên, mang theo không khí ấm áp tràn ngập căn phòng. Nàng thế nào rồi? Trong phòng vang lên tiếng thở dốc đầy vẻ tức giận. Hoa Triều Vũ có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song ướt sũng đang bước vào trong, còn có mấy tên thái giám cầm quần áo trên tay nhưng lại sợ hãi không dám đưa cho hắn. À, hoa, ho, hoàng thượng hay là ngài nên thay quần áo trước đi nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm phong hàn một thái giám to gan nói cút ngay hoàng phủ vô song quay đầu giống lên thái giám kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội vã lui ra ngoài hoàng phủ vô song đi đến bên cạnh giường mái tóc ướt chảy từng giọt nước tí tách hắn cúi người nhìn nàng lạnh giọng hỏi vì sao lại nghĩ quẩn như vậy hoa chư vũ bật cười nói hoàng phủ vô song Ngài thấy ta có lý do để sống hay sao? Ngài hại con ta, phế võ công của ta. Nhưng ngài là hoàng đế. Ta không có cách nào giết ngài, mà ta cũng không thể giết ngài. Ta không giết được ngài, cũng không muốn gặp ngài. Vậy ngài bảo ta phải làm thế nào? Hoàng phủ vô sao ngây người. Hắn cầm lấy đôi tay lạnh giá của hoa chứ vũ, cố gắng tươi cười. Ta... Ta không cố ý hại đứa bé đó, ta chỉ không muốn nàng bỏ đi, chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta. Thế nên mới phế bỏ võ công của ta, hại chết con ta sao hoa trừ vũ giơ tay tát vào mặt hoàng phủ vô song trên mặt hoàng phủ vô song chợt hiện lên năm dấu ngón tay có thể thấy nàng đã dồn hết sức lực vào bàn tay này hắn chậm rãi lau đi vết máu trên môi cúi người dùng chăn cuốn chặt lấy hoa trừ vũ chỉ cần có thể giữ nàng lại chuyện gì ta cũng có thể làm hoa trừ vũ khẽ run lên nàng nằm trong ngực hoàng phủ vô song những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, chưa kịp thấm vào long bài của hắn đã rơi xuống đất, vỡ thành những chấm nước nhỏ li ti hoàng phủ vô song có cảm giác trái tim hắn cũng rơi xuống đất theo nàng hắn có cảm giác bi thương hắn không ngờ chỉ cần vài giọt nước mắt của nàng hắn đã không thể suy nghĩ được điều gì nữa hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng những giọt nước mắt như thấm ướt trái tim hắn hắn khẽ nhíu mày nhẹ nhàng nói tiểu bảo nhi nàng đừng khóc nàng muốn làm gì chấm đều theo ý nàng hoa chư vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nói Ta muốn gặp khởi la Hoàng phủ vô song khẽ thở dài Được, ngày mai chậm sẽ cho tống khởi la xuất cung thăm nàng Hắn buông nàng ra đứng dậy hô lớn Người đâu? Thúy Vân vội vàng chạy vào thi lễ với Hoàng phủ vô song Thúy Vân, hầu hạ tiểu thư cho tốt Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay Chậm tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi Hắn lạnh lùng ra lệnh Sau đó quay lại dịu dàng nói với Hoa Chư Vũ Chậm về cung đây Hoa Chư Vũ im lặng không ngẩng đầu Đợi đến khi tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, nàng chậm rãi ngồi dậy, dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hoàng phủ vô song không hề nuốt lời, ngay sáng hôm sau đã đưa đàn hoàng xuất cung tới thăm nàng. Mấy ngày không gặp, đàn hoàng tiểu tụy đi không ít, vừa nhìn thấy hoa chứa vũ, đàn hoàng đã lấy tay áo che miệng khóc nức nở. Hoa chứa vũ nhìn đàn hoàng, đứng dậy cầm lấy tay đàn hoàng mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, khóc cái gì vậy? đã hại muội lo lắng mấy hôm nay rồi nàng khẽ nhếch môi mang theo nụ cười thương cảm muội còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa lúc nghe tướng quân bị xử chạm muội đan hoàng nghẹn ngào nói nước mắt không ngừng rơi xuống không phải bây giờ ta đang rất tốt sao hoa chứ vũ nhìn gương mặt tái nhợt của đan hoàng đau lòng nói đan hoàng rưng rưng gật đầu hoa chứ vũ nhìn thúy vân đứng ở cửa thản nhiên nói thúy vân Ngươi mang điểm tâm nhà bếp làm hôm qua tới đây Thúy Vân đáp lời vén rèm đi ra ngoài Đan Hoàng nhìn lướt qua Thúy Vân nói Tướng quân Sao bây giờ người lại trở thành nhiếp tiểu thư Hoa chư vũ khẽ thở dài Nói giọng mơ hồ Ta cũng không biết Ta còn nghĩ Hoàng phủ vô song Sẽ khôi phục thân phận cho ta Đan Hoàng ngồi yên trên ghế trầm ngâm không nói Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh Tướng quân Ta nghe An nói bác đế đã đến vũ đô Đan Hoàng nhỏ giọng nói, Hoa Chư Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Lúc trước, để loại bỏ Cơ Phượng Ly, Hoàng phủ vô song đã lấy cớ Cơ Phượng Ly kết thân với công chúa Bắc Triều, nếu Tiêu Dận biết được tin này, hắn không thể không tới Nam Triều, bởi vì Hoa Chư Vũ biết, Tiêu Dận rất yêu thương vị muội muội đã bị thất lạc kia của hắn, dù chỉ có một chút tin tức, hắn cũng phải tìm muội muội của mình trở về. Ở Bắc Triều lần trước, khi nàng gặp lại hắn, nàng nghĩ cảm giác đã chết. Mà bây giờ khi hắn tới Nam Triều Nàng lại không biết được tin tức của cẩm sắc nữa Vốn dĩ nàng định im lặng trả lại cẩm sắc cho hắn Trả lại muội muội cho hắn Nhưng ông trời lại rất biết cách trêu người Nói như vậy Quan hệ Nam Triều và Bắc Triều đã tạm thời dịu lại Đây cũng là chuyện tốt Hoa Chiêu Vũ thản nhiên nói Tan Hoàng gật đầu Tướng quân, người tính làm như thế nào? Hoa Chư Vũ chậm rãi đứng dậy Chậm rãi đi đến bên cửa sổ Xuyên qua tấm màn tre bằng lụa mỏng nàng có thể nhìn thấy những bông hoa nở rộ trong hoa viên, bóng xanh tươi mát, còn cả hương hoa thoang thoảng trong gió. Chỉ là cảnh vật có tươi đẹp đến đâu, cũng không che giấu được sát khí. Nàng không thể rời đi, nhưng đàn hoàng phải đi. Đàn hoàng không cần phải vì nàng mà ở lại trốn thâm cung sâu thẳm đó. Đàn hoàng, lần này muội đừng về cung nữa, ta dẫn muội tới chỗ mình. Hoa chư vũ đứng dậy đi tới trước mặt đan hoàng trầm giọng nói. Chương 134 đưa muội đi tướng quân người không đi sao đan hoàng ngước mắt hỏi một cơn gió lướt qua thổi tung tóc mai của đan hoàng để lộ ra một vết bớt đỏ phía sau tai trái đan hoàng kiên quyết nói tướng quân nếu người cùng đi đan hoàng mới đi nếu người muốn ở lại đan hoàng sẽ ở lại cùng người hoa chư vũ sững sờ ngồi xuống giường ánh nắng đầu xuân xuyên qua tấm màn làm từ lụa mỏng chiết dạ thành năm màu sáng khác nhau hắt lên người hoa chư vũ nhưng dù cho vầng sáng này diễm lệ tới cỡ nào Cũng không thể che được vẻ mặt tái nhợt Và đôi mắt đầy vẻ khiếp sợ của nàng Trước mắt trở nên mơ hồ Trời đất như chỉ còn lại một màu trắng xóa Nàng cúi đầu xuống Một lát sau mới nhìn đan hoàng cười nói Đan hoàng Ta không thể liên lụy tới muội cả đời Đan hoàng cúi đầu nghẹn ngào Hoa chư vũ giang tay ôm đan hoàng vào lòng Nàng nhau mắt quan sát vết bớt sau mái tóc rối của đan hoàng, một vết bớt màu đỏ hiện rõ trong tầm mắt tay nàng khẽ run lên trái tim của hoa chư vũ dường như đã rơi xuống vực thẳm ta muốn biết vì sao lại nói ta không phải là chắc nhã bạch mã phu nhân quay lại mỉm cười nói bởi vì sau tay trái chắc nhã có một vết bớt màu đỏ tiểu thư đây là vật cẩm sắc đeo từ nhỏ cũng là tín vật để đoàn tụ với người nhà nguyện vọng lớn nhất kiếp này của cẩm sắc là được đoàn tụ với người thân chuyện này để phiền tiểu thư thay cẩm sắc hoàn thành Cẩm sắc Chẳng lẽ cẩm sắc không phải là công chúa Bắc Triều Mà là đan hoàng ư Từ sau khi gặp lại cẩm sắc Nàng cũng chưa từng quan sát sau tay trái của cẩm sắc Có vết bớt màu đỏ hay không Mà vết bớt sau tay trái đan hoàng Tuyệt đối không phải là trùng hợp ngẫu nhiên Cẩm sắc do nàng cứu ở bên ngoài về Đan hoàng cũng là do nàng cứu ở kỹ viện về Cẩm sắc và đan hoàng đều là người bên cạnh nàng Trước giờ nàng vẫn luôn tin Cẩm sắc được cơ phượng ly cứu Chuyện công chúa Bắc Triều là do ôn uyển tiết lộ nhưng giờ nghĩ kỹ lại, mọi chuyện có tận đúng như vậy hay không? Nàng đã từng nghi ngờ, nhưng nàng không dám tin. Nguyên nhân khiến nàng không dám tin chỉ có một, nàng không dám tin hai lần cứu giúp kia đều do người đó thiết kế, càng không dám tin những người bên cạnh nàng đều do người ở trong bóng tối sắp đặt, càng không thể tin được, việc Cẩm Sắc thay thế nàng cũng là một kế hoạch, tất cả là để cài Cẩm Sắc, người mang danh công chúa Bắc Triều đến bên cạnh Cơ Phượng Ly. Nhưng mọi chuyện đã đi tới nước này Nàng cũng không có lý do gì để không tin Trái tim như thiếu dưỡng khí Đau tới mức không thở nổi Đan Hoàng Nếu muội muốn ở lại thì ở lại đi Nhưng ở trong cung Phải biết tự bảo trọng mình Hòa chư vũ khẽ nói Cảm giác khiếp sợ trong lòng chưa tan biến Đã có thể mở miệng tươi cười Nàng tự bội phục chính mình Nàng luyện được bản lĩnh khống chế cảm xúc từ khi nào vậy Chỉ là ở lâu trong mớ âm mưu hỗn độ này nàng đã sớm trở thành một con rối rồi. Trong mắt đan hoàng dâng lên một lớp sương mù, bi thương như vậy, lạnh giá như vậy, cảm xúc này sao có thể là giả. Đan hoàng trong lòng nàng mãi là một cô nương lương thiện mà kiên cường, dù cho tất cả mọi người biết cạnh phản bội nàng, nàng cũng không tin đan hoàng sẽ làm như vậy. Tiểu thư, điểm tâm tới rồi. Thủy Vân bưng một đĩa điểm tâm lên, đặt lên bàn đi. Hoa chiếu vũ quay lại nói với đan hoàng, nếm thử xem, Đan Hoàng dùng tay cầm lấy một miếng điểm tâm, chậm rãi cho vào miệng, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào, rất ngon miệng, liền gật đầu cười. Ngon lắm! Hoa Trư Vũ nhìn nụ cười thuần khiết của Đan Hoàng, trong lòng cảm thấy chua xót. Vào ngày Thái nói với nàng trong thuốc có độc, nàng từng nghi ngờ Đan Hoàng, nhưng từ khi biết tất cả chỉ là hiểu lầm, nàng đã thề sẽ không bao giờ nghi ngờ Đan Hoàng nữa. Sáng sớm hôm sau, Hoa Trư Vũ lên chùa dâng hương, lên xe ngựa rời khỏi nhiếp phủ, từ sau vụ Hoa Chư Vũ nhảy xuống hồ, Hoàng phủ vô song cũng không còn hạn chế tự do của nàng. Có lẽ vì Đan Hoàng đã đang ở trong cung, cũng có lẽ hắn nghĩ Hoa Chư Vũ đã mất hết nội lực, cho dù muốn trốn cũng chạy không thoát. Trời vừa mưa, mặt đường hơi trơn, xe ngựa đi rất chậm. Hoa Chư Vũ ngồi trong xe ngựa, vén màn xe nhìn ra ngoài. Lúc này xe ngựa đã chạy lên đường núi, hai bên đất đá lởm chởm, bóng cây xanh loạt xòa lay động trong cơn gió. Hoa đào nở rộ như dải mấy màu hồng treo trên đường. Phía sau xe ngựa có bốn thị vệ cưỡi ngựa đeo đao bám sát không rời. Mắt thấy xe ngựa sắp đi hết đường núi, khoảng cách với am nhỏ không còn xa, Hoa chư Vũ chậm rãi buông màn xe xuống, khóe mắt nhìn về phía Thúy Vân, chỉ thấy cô ấy đang vén màn xe phía đối diện, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Hoa trừ vũ âm thầm rút ra mấy mũi mai châm phóng về phía mông con ngựa kéo. Một con ngựa chấn kinh hí dài, kéo xe ngựa chạy như điên. Một con khác thấy thế cũng vội vàng hí lên chạy theo một hướng khác. Xe ngựa bị hai con vật giằng co, nghiêng ngả trực đổ xuống đường. Thúy Vân là người có võ công, nhìn thấy tình cảnh này liền đưa tay kéo Hoa Chư Vũ lại. Nhưng toa xe đột nhiên nghiêng sang một phía, Hoa Chư Vũ thừa cơ đẩy Thúy Vân ra khỏi xe, ngã xuống mặt đất thì vệ phía sau thấy thế, lập tức phi ngựa đuổi theo. Có người nhảy lên mới ghim lại được hai con ngựa đang kinh hãi kia. Hoa chư vũ ngồi trong toa xe thở hắt ra. Tiểu thư, người thế nào rồi? Có bị thương không? Thị vệ đứng ngoài toa xe lo lắng hỏi. Ta không sao. Hoa chư vũ bình tĩnh nói. Mấy thị vệ mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hoa chư vũ dốc màn xe bước ra ngoài. Ta không sao. May mà có hối mềm che chắn. Cũng không bị thương. Chỉ cảm thấy vai hơi ê ẩm. Thủy Vân sao rồi? Thủy Vân ở đây. Lúc này mới có một thị vệ lo lắng chạy lại chỗ Thúy Vân. Hoa Trư Vũ nhìn lại, chỉ thấy Thúy Vân đã ngã xuống đường, đùi bị thương, có máu chảy ra thấm ướt váy, chán cũng bị đập vào đá dớm máu. Nàng bước qua nâng Thúy Vân dậy, lệnh cho một thị vệ tới cõng. Thản nhiên nói, tới am phía trước, tìm một căn phòng để băng bó vết thương. Đoàn người vào trong am, Hoa Trư Vũ cũng không vội đi dâng hương, mà đỡ Thúy Vân vào trong một gian phòng nhỏ, Nico trong am cầm thuốc trị thương tới Hoa trừ vũ lệnh cho các thị vệ canh gác bên ngoài Còn mình tự tay băng bó bôi thuốc cho Thúy Vân Đợi sắp xếp thỏa đáng Thúy Vân đã hôn mê Để an toàn nàng điểm thêm huyệt ngủ của cô ta Rồi mới đẩy cửa sổ yên lặng đi ra ngoài Hậu viện am Nico là nơi ở của các Nico Và ban ngày lúc dâng hương Nơi đây không có một bóng người còn bây giờ có một người đang chắp tay đứng dưới gốc cây hoa đào, dáng người cao lớn, mặc bộ quần áo màu tím sang trọng quý phái nghe thấy tiếng động phía sau hắn liền chậm rãi quay đầu lại vẻ mặt của hắn vẫn tuấn mỹ và lạnh lùng như trước toàn thân toát lên khi chất kiêu ngạo trong khoảnh khắc nhìn thấy hoa chư vũ đồng tử mắt đột ngột co lại trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ ánh mắt sâu thẳm sắc bén nhìn hoa chư vũ hoa chư vũ bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm trong lòng cảm thấy hơi bối rối nàng hít sâu một hơi cất tiếng nói để ngài chờ lâu rồi Đôi mắt tím thâm thúy của Tiêu Dận đăm chiêu nhìn Hoa Trư Vũ, ánh mắt sâu thẳm khó lường, môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, lạnh lùng khoanh tay im lặng không nói. Một lúc sau, hắn mới nhếch môi cười. Thì ra Bảo Thông lĩnh Oai Phong nơi chiến trường lại là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Bảo Thông lĩnh đã chết rồi. Hoa Trư Vũ thản nhiên nói. Tiêu Dận vuốt cằm chậm rãi nói: Cô cho người hẹn ta tới đây, nói là muốn cho ta biết tin tức về Trác Nhã. Vậy Trác Nhã đâu? Nhân lúc rời phủ mấy ngày trước, nàng đã âm thầm truyền tin cho Bình lão đại, bảo hắn nghĩ cách dẫn Tiêu Dận tới am cô Hoa Trư Vũ nhìn Tiêu Dận, cố gắng khắc chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, bình tĩnh cất tiếng hỏi: "Nếu chỉ nhìn qua tranh, liệu ngài có thể nhận ra cô ấy hay không?" Chương 136. Tiêu Dận ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua những đóa hoa khoe sắc trên cây, nhìn về phía bầu trời trong xanh, hắn khẽ nói: "Ta không biết, ta chỉ nhớ khi nó còn nhỏ." lúc nào cũng được mẫu thân ôm trong lòng, rất thích vung tay múa chân với ta. Đôi mắt bồ đào cười híp lại như mảnh trăng rằm, vô cùng đáng yêu. Hắn phiền muộn nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoa Trư Vũ nói. Lần trước lúc ở Bắc Triều, cô từng nói với ta nó rất xinh đẹp, mày liễu mang theo anh khí, mắt hạnh thông tuệ, rất ít cười, rất lương thiện, cũng rất có nghĩa khí. Cô còn nói nó vì cứu cô mà đã rời khỏi nhân thế, nhưng giờ ta lại nghe nói, cơ phượng ly vì kết thân với nó mà phạm vào tội phản quốc còn nó thì mất tích không rõ nguyên nhân ta còn tưởng cô là ý trung nhân của nó nên nó mới liều mình cứu cô ngày đó ta hoàn toàn tin những gì cô nói vậy mà giờ đây cô lại trở thành một cô nương cô nói xem ta còn có thể tin cô được nữa không giọng nói của hắn càng lúc càng sắc bén vẻ mặt cũng càng lúc càng lạnh hoa chư vũ nhìn hắn trong lòng chỉ cảm thấy buồn bã tiêu giận chẳng lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn quên ta cả đời này sao Người đàn ông luôn miệng gọi ta là nha đầu Sẽ không trở về nữa Nói đi Rốt cuộc cô và Trác nhã đã xảy ra chuyện gì Nó đang ở đâu Tiêu giận mang theo khi thế bức người tiến sát lại Hắn đưa tay giữ lấy cằm của Hoa Chứ Vũ Năm đầu ngón tay khẽ dùng lực Buộc Hoa Chứ Vũ phải đối mặt với hắn Hoa Chứ Vũ không thể trốn tránh Nàng khẽ mỉm cười nhìn hắn Khoảng cách hai người gần trong gang tấc Nàng có thể nhìn thấy sự thâm trầm lạnh lẽo Trong đôi đồng tử màu tím kia Cô nói đi Rốt cuộc Trác Nhã đang ở đâu? Ngón tay lạnh lẽo của hắn ma sát nơi cầm nàng, trong đôi đồng tử màu tím là gương mặt thanh tú của nàng, trên gương mặt kia có đôi mắt trong suốt như là nước mùa thu, ngay cả khi đang nhuộm vẻ u sầu diễm lệ như đóa hoa mùa xuân, mà nụ cười của nàng trong vẻ thanh nhã còn toát lên vẻ kiên cường. Thời gian như dừng lại, trời đất chìm trong im lặng, trái tim tiêu giận co đập mạnh mẽ như bị người ta đấm cho một quyền, trái tim không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn, hắn vô thức buông tay ra quay người chống tay vào thân cây phía sau thân cây khẽ rung lên những đóa hoa mỏng manh rơi xuống vai hắn mang theo cảm giác mất mát hoa trừ vũ lấy tay nhặt đi một đóa hoa trên vai hắn sau một thoáng ngây người liền lấy tập tranh trong tay áo ra chậm rãi nói ngài nhìn xem đây có phải là trác nhã không tiêu giận nhận lấy cuộn tranh trong tay hoa trừ vũ nhẹ nhàng mở ra chăm chú nhíu mày lại ngưng mắt nhíu mày trong tranh đúng là một cô gái như lời miêu tả Rất xinh đẹp Mày liễu mang theo anh khí Mắt hạnh thông tuệ Nhưng khi nhìn thấy gương mặt này Hắn lại chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào Còn một người nữa Hoa Chí vũ nói vung tay mở bức tranh thứ hai Một cô nương đang ngồi tươi cười hiện rõ ngay trước mắt Tiêu giận nhìn lại Trước mắt chợt hiện lên một gương mặt xinh đẹp Mẫu hậu Người thật là đẹp Đẹp hơn tất cả các cô nương trên thảo nguyên này Mẫu hậu cười nói các cô nương trên thảo nguyên cũng rất xinh đẹp Chỉ là vẻ đẹp của mẫu hậu không giống với bọn họ Nhưng con thích vẻ đẹp của mẫu hậu hơn Hắn cô chấp nói Sau khi trưởng thành Hắn mới biết mẫu hậu là người trung nguyên Vậy nên muội muội sinh ra rất giống bà tràn đầy sức sống Xinh đẹp dịu dàng như hoa sen Người trong bức tranh này Tuy không giống y như đúc Nhưng cũng giống mẫu hậu tới 7-8 phần Ngón tay tiêu giận run lên nhẹ nhẹ Chậm rãi lướt qua đôi mắt sớm mũi bờ môi của người trong tranh trầm giọng hỏi nó đang ở đâu trái tim hoa chứ vũ như bị bóp chặt quả nhiên đàn hoàng mới là chắc nhã chứng thực được điều này nàng càng thấy nặng nề hơn nếu như nàng chưa từng nghe bạch mã phu nhân nói qua sau tay trái của chắc nhã có vết bớt màu đỏ nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được chuyện này cũng vĩnh viễn không bao giờ biết được tất cả chỉ là một âm mưu tiêu giận ta muốn nhờ ngài một chuyện Nàng ngẩng đầu nhìn hắn gần giọng nói Tiêu dận đứng ở nơi đó Ánh mặt trời rực rỡ phủ quanh người hắn một tầng sáng màu vàng nhạt Hắn chăm chú nghe hoa chư vũ nói Thỉnh thoảng lại nhếch môi cười nhạt Được Hắn gật đầu Đồng ý với những điều nàng nói Thậm chí ngay cả việc nàng gọi thẳng tục danh của hắn Hắn cũng không thấy phản cảm Ta muốn hỏi thêm một câu Vì sao ôn uyển lại trở về Nam Triều Cô ta không phải nữ nhân trong lòng ngài sao Hoa chư vũ thản nhiên hỏi không phải. Hắn nhau mắt nhìn nàng, ánh nắng trói mắt phản chiếu trong đôi mắt hắn, sóng mắt trào dâng mãnh liệt. Ban đầu ta nghĩ là cô ta, nhưng sau này mới phát hiện là không phải. Hoa chư vũ né tranh ánh mắt hắn nói, vẫn mong ngài nhớ những chuyện vừa đáp ứng ta, ta xin cáo lui. Hoa chư vũ chậm rãi rời đi, tà váy lay động trong gió, chỉ một lát sau đã biến mất trước mặt tiêu giận. Tiêu giận đột ngột, lùi lại hai bước, một tay ôm ngực, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, máu chảy xuống mặt đất nhìn thật ghê người hắn dựa vào thân cây lau đi vết máu trên môi ánh mắt nóng rực như lửa xuân tới cũng là thời điểm tân đế nam triều bắt đầu tuyển tú lấp đầy hậu cung đến mùng 8 tháng 3, hoàng thượng sắc phong thiên kim nhiếp tướng nhiếp y nhân làm hoàng hậu thánh chỉ đã chuyển tới phủ nhiếp tướng phía sau tấm bình phong dưới ngọn đèn lưu ly ảm đạm cơ phượng ly đang ngồi trên giường nắm chặt tờ giấy tuyên thành trong tay. Trên giấy là bức họa một mỹ nhân mặc cung trang màu vàng, làm từ gấm tứ xuyên, mái tóc lưu vân, cài chân phượng, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người tinh tế. Trên mặt dùng một tấm lụa mỏng che khuất gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đầy mê hoặc. Họa sĩ khắc họa vô cùng tốt, từ dáng người thướt tha, tả váy lay động trong gió, như muốn thoát khỏi bức tranh. Hắn nhìn nữ nhân trong tranh thật lâu. Hắn có thể khẳng định mình chưa từng nhìn thấy cô nương có phong thái thướt tha dịu dàng này bao giờ thế nhưng không biết vì sao trái tim lại đập rộn lên hít thở không thông đây là nhiếp y nhân sao nạp lan tuyết đặt lấy bức tranh trong tay hắn nhào mắt hỏi dáng người không tệ nhưng không biết dung mạo ẩn giấu phía sau khăn trên mặt kia là như thế nào cơ phượng ly ảm đạm cười nếu nhiếp viễn kiều đã để cho cô ta là nữ nhi của mình cộng thêm hoàng phủ vô song thoải mái phòng cô ta làm hoàng hậu thì chắc chắn là không tệ nạp lan tuyết đặt bức tranh lên bàn thở dài nói muốn ta ra tay với mỹ nhân đúng là có phần không nỡ người không tiếc sao cơ phượng ly đứng dậy ánh đèn hắt lên gương mặt hắn nét mặt thản nhiên ánh mắt như ẩn chứa toàn bộ hào quang của nhân gian mà hào quang kia lại vô cùng lạnh lùng sâu thẳm hắn đã từng nghĩ người hoàng phủ vô song xử tử không phải người đó nhưng mấy hôm nay tất cả mật thám ở vũ đô phái ra vẫn không thu được bất kỳ tin tức nào nếu như hắn chưa chết vậy thì vì sao lại biến mất không chút tăm hơi mỗi lần nghĩ tới chuyện này trái tim lại đau đớn như bị lăng trì thành ngàn mảnh đối với hắn mà nói còn thứ gì có thể ngăn hắn lại có thứ gì đáng để hắn luyến tiếc ngoài cửa có tiếng động vang lên một bóng đen bí mật đi tới cơ phượng ly quay lại nhìn lạnh lùng hỏi mọi chuyện thế nào rồi quả nhiên lôi đình kỵ đã có hành động người mới tới cúi đầu nói cơ phượng ly gật đầu nheo mắt nói lệnh cho đường ngọc và đồng thủ không được hành động thiếu suy nghĩ Nạp Lan Tuyết chậm rãi hỏi, Phong Vân Kỵ nhất định phải chống lại Lôi Đình Kỵ sao? Cơ Phượng Ly nghiêm giọng, trước nay Phong Vân Kỵ vẫn luôn sánh vai cùng với Lôi Đình Kỵ chống lại kẻ địch, đáng tiếc. Đáng tiếc, bây giờ không thể không chống đối lẫn nhau. Ngày mùng 10 tháng 3, toàn thể Vũ Đô trở nên nhộn nhịp. Hôm đó Thánh thượng hạ chỉ đại xá thiên hạ khắp nơi vui mừng, vừa qua canh hai, tiếng nhạc tiếng trống vang lên khắp nơi, cả cung điện sáng rực rỡ gần như chiếu sáng hơn nửa giang sơn. Phủ nhiếp tướng răng đèn kết hoa, ở một căn phòng phía đông bắc, nhiếp phủ không còn vẻ thanh nhã, yên tĩnh như lúc trước. Từng đám nha hoàn mặc trang phục diễm lệ ra ra vào vào, bận tối mặt tối mũi. Mặn giá y được thiết kế riêng cho hoàng thất lên người, giá y màu đỏ theo hoa văn phượng hoàng, thắt lưng ngũ sắc, tà váy rất dài, khéo léo ôm lấy người. Dù nhiều tầng lớp phiền phức nhưng không quá nặng nề, giữa ánh đèn lưu ly, màu đỏ rực rỡ như mặt trời, rực rỡ trói mắt. Hòa chứ vũ ngồi ngay ngắn trước gương đồng để mặc người khác trang trí. Cuối cùng có một cung nữ điểm hoa văn lên chán nàng kết thúc toàn bộ quá trình. Hòa chứ vũ nhìn xuyên qua chuỗi dây ngọc, chỉ thấy trên chán nàng có vẽ một đóa hoa sen ba cánh nổi bật trên nền tuyết trắng, vẻ mặt thanh nhã, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu. Dưới đống trang sức lộng lẫy, nhìn thoáng qua càng thêm quyến rũ, đây là nàng sao? Rõ ràng nàng đã không còn là chính nàng nữa. Xinh đẹp tới mức cực hạn, ngay cả nàng cũng không bao giờ biết. Nàng cũng có một mặt quyến rũ và thướt tha tới mức này. Đàn hoàng đi lại gần, phủ găn văn đỏ thẫm lên trên. Trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ phản chiếu khắp căn phòng, khiến tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi. Tiểu thư, người như tiểu thư đúng là sinh ra để làm hoàng hậu. Hoa chư vũ khẽ nở nụ cười. Trong ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo nàng chậm rãi nói các người lùi hết đi khởi la ở lại chương 137 đan hoàng đi đến trước mặt hoa chứa vũ kinh ngạc nhìn nàng cất tiếng khen từ tận đáy lòng tướng quân người thật là xinh đẹp nhưng khi vừa nói xong ánh mắt cô cũng ánh lên những giọt lệ người phải gả cho hoàng thượng thật sao hoàng thượng đối với ta rất tốt gả cho hắn cũng không tệ hoa chứa vũ thản nhiên nói thật sao tướng quân người cam tâm tình nguyện thật sao đan hoàng nhìn nàng sao muội lại cảm thấy tướng quân không vui hơn nữa đứa bé trong bụng người đan hoàng đừng nói nữa hoa chi vũ nắm chặt tay lại giấu dưới lớp giá y màu đỏ trong lòng cảm thấy đau đớn tới trống rỗng ngoài cảm giác đau còn có cảm giác tuyệt vọng khi mất đi thứ quý giá nhất nàng từ từ quay lại nhìn đan hoàng trong gương chậm rãi nói đan hoàng tới đây đội mũ phượng cho ta đan hoàng khẽ lau nước mắt nâng chiếc mũ phượng khảm đầy minh châu rực rỡ đội lên đầu hoa chư vũ một chuỗi dây ngọc thả xuống trước mắt hoa chư vũ toàn là ánh sáng lấp lánh trong phút chốc dường như tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung huyền ảo trong phút chốc bao nhiêu tình cảm si mê trước kia nàng dành cho tướng quân bao nhiêu sự cố chấp không thể buông tay trong khoảnh khắc này tất cả đã chuyển thành sự hâm mộ hoa chư vũ đi tới gần cửa sổ bầu trời lấp lánh đầy sao bầu trời muôn hoa khoe sắc Hoàng phủ vô song thật sự rất để tâm tới đại điển phong hậu lần này. Nàng nhìn bầu trời rực rỡ ánh đèn, nói với Đan Hoàng. Đan Hoàng, trong đại điển hôm nay, dù có chuyện gì phát sinh, muội cũng không được sợ hãi. Sẽ có một người tới dẫn muội đi. Sau này muội không cần phải vì ta hay vì bất kỳ ai mà làm chuyện gì nữa. Đan Hoàng kinh ngạc hỏi. Tướng quân, người đang nói gì thế? Hoa Chư Vũ nắm tay Đan Hoàng, kéo nàng ngồi xuống bàn trang điểm, cầm lấy hộp phấn thoa lên mặt đan hoàng. Đây là lần đầu tiên Hoa Chư Vũ dùng tới mấy món đồ nữ nhi này. Thoa không được đều, đan hoàng đưa tay ra nhận lấy hộp phấn nhẹ nhàng tô vẽ trên mặt, sau khi ngậm son, cả gương mặt toát lên vẻ hồng hào. Đan hoàng nghi hoặc, tướng quân, vì sao lại trang điểm cho đan hoàng, mà người kia rốt cuộc là ai? Hoàng chư vũ cười, hắn là ai? Khi tiến hành đại điển, muội sẽ biết, muội phải tham gia đại điển cùng ta, đương nhiên và trang điểm cho thật đẹp hiển nhiên đan hoàng cũng không hề biết đến thân phận thật sự của mình có lẽ vì sự suy tình của đan hoàng dành cho doanh sơ tà nên người được đưa tới bên cạnh cơ phượng ly không phải đan hoàng mà là cẩm sắc hiện tại nàng phải để tiêu giận mang đan hoàng đi nàng không muốn đan hoàng phải hy sinh thêm nữa trời bắt đầu rạng sáng đội ngũ đến đón dâu cũng sắp tới trong nhiếp phủ tiếng ca múa hoan hỉ dập trời tiếng nhạc hỗn loạn tiếng người nói xôn xao khiến Hoa Chiêu Vũ cảm thấy nặng nề. Đan Hoàng ghẽ nói, là Hoàng thượng tới đón dâu sao? Hoa Chiêu Vũ chú tâm lắng nghe, bên ngoài mơ hồ chuyển tới tiếng vinh khí va chạm, tiếng quát trầm thấp, tiếng bước chân hỗn loạn, còn có cả những tiếng kêu, rên rỉ. Hoa Chiêu Vũ nhếch môi cười lạnh, đây không phải người tới đón dâu, người đón dâu sẽ không bao giờ sử dụng đao kiếm. Đan Hoàng, những người này tới đây để cướp dâu, nếu lát nữa ta bị mang đi, muội nhớ mặc giá y tiến cùng thay ta, trên giường còn một bộ giá y nữa hoa chứ vũ thản nhiên nói vốn nàng định yên lặng rời đi nhưng thật không ngờ đã sớm có người tới cửa tìm nàng may mà nàng đã chuẩn bị trước một bộ giá y nữa tuy không có mũ phượng và khăn choàng nhưng vẫn vô cùng xa hoa N như vậy có được không sắc mặt đan hoàng trở nên trắng bệch vội vàng cầm lấy tay hoa chứ vũ nhớ kỹ không được để nhiếp viễn kiều phát hiện ra vội phải thay ta tham gia đại điển mau tìm chỗ nấp đi Hoa chiêu vũ cúi đầu nói, đồng thời lấy tay đẩy đan hoàng xuống gầm giường. Cửa phòng đột ngột mở ra, một nha hoàn lảo đảo ngã xuống, xuyên qua cánh cửa mở rộng, có thể nhìn thấy trời đã tảng sáng. Những tầng mây cuộn tròn phía chân trời, vài tia nắng hiếm hoi màu vàng xuyên qua tầng mây, rơi loạn xuống mái ngói lưu ly. Nhóm thị vệ, nhiếp phủ đang giao đấu với hơn 10 người mặc đồ đen. Những hắc y nhân này sử dụng chiêu thức mau lẹ, bộ pháp nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, những thị vệ nhiếp phủ có xuất thân từ cấm vệ quân nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mấy người hắc y nhân thế như trẻ tre, chỉ một lát sau đã đánh tới cửa phòng. Hơn nữa trong công có thủ, sử dụng trận pháp biến ảo, e là có hơn trăm người ở đây cũng không phải đối thủ của bọn họ. Những hắc y nhân này rõ ràng đều là có chuẩn bị mà tới. Hoa chứ vũ hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, trên môi xuất hiện nụ cười kiều diễm nhìn về phía 10 người hắc y nhân các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy mà còn nghĩ có thể thuận lợi rời khỏi kinh thành sao hoa chư vũ lạnh lùng nói chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo chúng ta chuyện này không cần cô phải lo lắng người cầm đầu trầm giọng nói giọng nói âm u không chút tình cảm hoa chư vũ quay lại giường rút một thanh trưởng kiếm đâm về phía người cầm đầu chỉ thấy người kia khẽ nghiêng đầu né tránh còn dùng tay kẹp chặt mũi kiếm nói nhiếp tiểu thư không cần biểu diễn trước mặt chúng ta đắc tội rồi Nói xong, đầu ngón tay dùng thêm chút lực, Hoa Chư Vũ liền cảm thấy phản lực mạnh mẽ truyền từ mũi kiếm tới chuôi kiếm. Hoa Chi Vũ vội vàng buông trường kiếm trong tay lãnh đạm nói: "Được, ta đi theo các ngươi, nhưng các ngươi phải thả bọn họ ra." Hoa Chi Vũ chỉ vào đám thị vệ và nhà hoàn ngã trên mặt đất. "Chúng ta chỉ có hứng thú với hoàng hậu tương lai thôi." Người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Hoa Chi Vũ ngồi trong một không gian yên tĩnh đầy bóng tối, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc xe ngựa chạy nhanh trên đường tiếng truy binh la hét ầm ĩ phía sau dần trở nên mơ hồ cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa không biết vì sao hoa chiêu vũ lại thấy vô cùng bình tĩnh giống như mặt hồ yên ả không có lấy một gợn sóng nàng mơ hồ đoán ra ai đã bắt cóc nàng thật ra nàng đã mong được gặp lại người này đã mong từ rất lâu rồi ước chừng nửa canh giờ sau xe ngựa mới dừng hẳn tấm ván bằng gỗ phía trên đầu được lật lên lộ ra ánh sáng ra ngoài đi người mặc áo đen lạnh giọng nói hoa trừ vũ chậm rãi bước từ trong hòm ra bị người mặc đồ đen mạnh mẽ áp giải xuống xe ngựa bên ngoài là một nông trang rộng lớn có mấy gian nhà tranh lượn lờ khói bếp nếu không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm hoa trừ vũ thận muốn đắm chìm trong đó tính theo canh giờ ngồi trên xe chắc hẳn đây là một nông trang nằm ở ngoại thành canh vũ đô không xa hoa chữ vũ bị giam trong căn phòng có thể coi là thanh nhã người mặc đồ đen chói hai tay nàng lại nhưng khi vừa đưa nàng vào trong phòng liền đi ra ngoài nàng ngồi đợi trong phòng rất lâu nhưng người nàng muốn gặp lại không hề xuất hiện nàng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như tưởng tượng của nàng có lẽ không phải là hắn nhưng liệu có thể là ai khác dù thế nào nàng cũng không thể tiếp tục chờ đợi nếu là hắn nàng sẽ rời xa hắn nếu không phải hắn nàng càng không cần phải ngồi đây chờ chết hoa chư vũ chậm rãi đi đến bên cửa sổ lặng yên đánh giá động tĩnh bên ngoài. Có hai hắc y nhân cầm đao canh giữ ngoài cửa, còn có hai người khác canh giữ ngoài sân, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Cỗ xe đưa nàng tới đây cũng ở trong sân, hai con ngựa kéo đang được cột vào một gốc cây cổ thụ. Nàng âm thầm vận nội lực, tách đứt dây thừng. Lấy tay mở cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Giá y đỏ thẫm lướt nhanh trong gió, dưới ánh nắng, mặt trời đỏ rực như dáng chiều, nàng nhẹ nhàng điểm chân lên xe ngựa, nhún người nhảy lên lưng ngựa, giật dây cương, cưỡi ngựa chạy ra ngoài. Bên ngoài là những ô ruộng ngang dọc đan xen lẫn nhau, ngựa chạy vọt lên như tên bắn, phía sau còn có tiếng xé gió chuyển tới. Hoa trừ vũ biết đó là những tiếng động từ những mũi tên do đám người hắc y nhân bắn ra. Nàng nhẹ nhàng nằm úp xuống lưng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng đã được tôi luyện tới thuần tụng trên chiến trường. Tránh được mũi tên kia, Nàng xoay người ngồi thẳng dậy Nhưng ngay sau đó lại cảm giác được một cơn gió mạnh ùa tới Ngọn gió cực mạnh này không xuất phát từ phía sau Mà là từ phía trước Dựa vào khả năng cưỡi ngựa của nàng Mấy người mặc áo đen phía sau không thể đuổi kịp nhanh như vậy Chắc hắn là đồng bọn tới tiếp ứng Một cảm giác lạnh lẽo ùa tới Trong chớp mắt Hoa Chế Vũ đã nhận ra cơn gió kia kỳ thật không phải là gió Mà là kiếm khí Không hướng về phía nàng mà hướng về con ngựa của nàng hoa chữ vũ phản ứng cực nhanh nàng đột ngột kéo mạnh dây cương con ngựa sợ hãi giơ cao hai chân trước hí vang đồng thời tránh được một kiếm kia nàng ngước mắt nhìn lên người vừa tập kích nàng là một người mặc đồ đen khác mà mấy người mặc đồ đen phía sau chạy dọc theo cánh đồng tung hoành ngang dọc giống như một bức tranh thủy mặc với hai màu đen vàng một cỗ xe ngựa xuất hiện trong bức tranh thủy mặc đó một bóng người cao lớn kiêu ngạo đang ôm lấy cánh tay, nghiêng người tựa vào xe, bộ giáp trắng trên người gần giống như những áo mây buổi sớm phía chân trời, vẻ mặt hắn có phần cứng ngắc, cũng có thể do hắn đang đeo mặt nạ. Khi nhìn thấy Hoa Chư Vũ gìm ngựa né tránh thanh kiếm tập kích chân ngựa, trong mắt người đó hiện rõ vẻ kinh ngạc, hắn đột nhiên rời bước, lững thững đi tới như chỗ không người. Hắn khẽ cười khiến gương mặt cứng ngắc có phần ấm áp hơn, gương mặt giống như ánh mặt trời buổi sớm nhưng sát ý vẫn không ngừng truyền vào trong gió hắn chậm rãi bước qua cánh đồng không hề bị dính chút nước nào chỉ trong khoảnh khắc hoa trừ vũ có cảm giác dường như tất cả phú quý quyền lực sùng bái đều tập trung ở người đằng trước mặt tất cả những thứ còn lại đều trở nên hèn mọn chỉ có hắn mới là vương giả cao cao tại thượng trên thế gian này không hề nghi ngờ người như vậy chắc chắn là chủ nhân của đám người mặc đồ đen bắt cóc nàng quả nhiên không phải là người nàng nghĩ tới nếu đã như vậy chi bằng mau chóng thoát thân kéo dây cương hoa chứ vũ định dụng ngựa chạy như điên nhưng mấy người mặc đồ đen kia đã cầm kiếm xông tới nàng lạnh lùng nheo mắt thân mình hơi nghiêng về một phía sau đó đột ngột ngửa người ra sau những thanh kiếm lạnh lẽo xẹt qua gõ má nàng nhanh chóng tập kích thêm một lần nữa gió thổi tà váy tung bay như cánh bướm phiêu giật trong nắng câu phượng ly vừa nhìn lướt qua trang phục đã biết nàng chính là hoàng hậu bọn họ muốn cướp nhìn tư thế cưỡi ngựa của nàng cũng có thể biết nàng là người có võ công vậy nên hắn mới sai đám người mặc đồ đen qua ngăn nàng lại không cho nàng bỏ chạy chỉ là hắn không ngờ nàng cưỡi ngựa rất thuần thục dễ dàng né tránh gương mặt khuất sau chuỗi dây ngọc như mộng như ảo lúc người mặc đồ đen đâm thêm một kiếm tới nàng khẽ xoay người về một bên kiếm của người kia khẽ lướt qua chuỗi dây vàng ngọc lộ ra một đôi môi đỏ mọng xinh đẹp sống mũi cao thẳng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm còn cả cái chán chân mịn đầy đặn khi nhìn thoáng qua gương mặt lúc ẩn lúc hiện sau chuỗi dây ngọc cờ phượng ly chợt ngây người hắn đang nằm mơ hay sao sao hắn lại cảm thấy cô nương kia quen thuộc tới vậy giống hệt như lúc nhìn bức tranh khắc họa nàng, trái tim co thắt mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng ngựa hí lên đau đớn, ngựa của người mặc đồ đen đã bị đâm trúng, máu tươi bắn ra tung tóe, run rẩy ngã gục xuống đất. Còn nàng dục ngựa chạy đi, bộ giá y màu đỏ bay trong gió, còn cả chiếc khăn choàng vai chập chờn như cánh bướm lay động, đẹp tới hai mắt hắn cảm thấy đau đớn. Cũng trong chính khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên tháo con ngựa ở xe ra, tung người nhảy lên đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước hắn chỉ có thể nhìn người đằng trước tháo mũ phượng ném xuống đất nhìn nàng đi càng lúc càng xa mãi đến khi biến mất phía chân trời hắn kéo dây cương lại nụ cười trên môi đã sớm nhạt đi môi mỏng khẽ mím chặt mà trái tim co thắt dữ dội khiến hắn không thể bình tĩnh nổi tất cả lui về không cần đuổi theo nữa hắn lạnh lùng nói thật không ngờ một nhíp tiểu thư nhu nhược lại biết võ công còn có khả năng cưỡi ngựa lợi hại như vậy một người mặc đồ đen nói cơ phượng ly đưa mắt lạnh lùng nhìn bọn họ nơi mà ánh mắt hắn đi qua đều khiến người ta cảm giác như mình là mặt băng bị xuyên thấu thoáng xuất hiện vết nứt hoảng sợ lùi lại phía sau đại hôn của tân đế sắp bắt đầu rồi mau chuẩn bị ta muốn tiến cung hắn thản nhiên nói khoảnh khắc kia quá ngắn ngủi hắn nghĩ do mình đã quá nhớ tới người kia nên mới bị hoa mắt sinh ra ảo giác nhưng hắn vẫn cảm thấy lòng mình không yên hắn nhất định phải nhìn xem nhiếp y nhân rốt cuộc nàng ta là ai chủ nhân ngày lấy thân phận gì tiến cung hoàng tử nạp lan đã dùng thân phận hoàng tử nguyệt thị rồi huống chi chúng ta đã thành công châm ngòi để hoa mục tranh chấp với nhiếp viễn kiều bây giờ tiến cung sẽ rất nguy hiểm cơ phượng ly làm như không nghe thấy gì thản nhiên nói nhiều lời cho dù là núi đào biển lửa hắn cũng phải vào cung dạng sáng bá quan văn võ đã tập trung ngoài khang ninh điện cấm vệ canh gác nghiêm ngặt nghi thức hoàng tộc vô cùng long trọng cấm vệ quân và cung nhân quỳ đầy hai bên đường các thái giám nội thị đứng hầu bên cạnh đến giờ lành loan kiệu đón tân nương từ nhiếp phủ vào thẳng hoàng cung có một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa cung tới khang ninh điện vô cùng xa hoa lãng phí loan kiệu đưa tới trước cửa cung liền dừng lại hoàng phủ vô song mặt cáp phục màu đỏ thẫm cầm cung tới trước loan kiệu bắn ba mũi tên nhỏ vào cửa kiệu theo tập tục dân gian đây là hành động để xua đuổi tà khí. Có cung nữ tới mở cửa kiệu, hoàng phủ vô song đưa tay, đỡ hoàng hậu đầu đội khăn hỉ, theo hình uyên ương bước xuống. Hai người nắm tay bước trên thảm đỏ, chậm rãi đi về phía khang ninh điện. Lần đại hôn này, sứ thần các nước cũng tới tham dự. Hoàng tử Nguyệt Thị nhìn thấy tân đế dắt hoàng hậu bước lên thềm đá, hắn liền xoay người rời đi. Chỉ một lát sau, bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm tùy tùng, nguyệt phách. Tất cả mọi người chỉ chăm chú nhìn vào đế hậu, không có ai để ý tới tình huống bên này. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh vạn dặm không mây, trên thảm đỏ có một đôi người ngọc mang trang phục màu đỏ rực rỡ như lửa vô cùng lóa mắt. Văn võ bá quan nội thị cung nữ, tất cả như ngừng thở, đưa mắt nhìn hai người đang sánh vai. Phía cuối thảm đỏ là Khang Ninh Điện, hai người bước lên đài cao quỳ xuống hành lễ với nhiếp thái hậu quan viên lễ bộ đã dựng hương án, tổng quản cát tường cầm thánh chỉ bước ra, cao giọng đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thiên kim tiểu thư, nhiếp tướng nhiếp y nhân, tính tình dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, tài đức vẹn toàn, nay cử hành đại điển, sắc phong làm hoàng hậu, khâm thử." Cát tường tuyên đọc xong, liền giơ cao thánh chỉ ý bảo tân hậu đang quỳ trên mặt đất tiếp chỉ. Khăn hỉ màu đỏ che khuất gương mặt Đàn hoàng vô cùng lo lắng Không biết vì sao tướng quân vẫn chưa về Chẳng lẽ nàng phải thay người gả cho hoàng thượng sao Trong lúc do dự Hoàng phủ vô song đã cúi người đỡ nàng đứng dậy Đặt chiếu chỉ trong tay cắt tường vào tay nàng Hắn nắm lấy tay nàng khẽ nói vào tai nàng Đứng trên cao nhìn khắp thiên hạ Vạn vật cung phụng dưới chân quần lâm thiên hạ là cảm giác vui sướng cỡ nào Nhưng điều làm chậm hạnh phúc nhất Là có nàng ở bên cạnh chấm Tiểu bảo nhi Đan Hoàng nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, nàng không phải tướng quân. Nếu tướng quân ở đây nghe được những lời này, liệu có thể động lòng hay không? Đúng vào lúc này, ngoài đại điện có thái giám bước vào bẩm báo, Hoàng đế Bắc Triều tiêu giận đích thân mang đại lễ tới mừng. Hoàng đế Bắc Triều Quân thần sửng sốt, không có ai ngờ Hoàng đế Bắc Triều lại đơn thương độc mã đi tới Nam Triều. Còn Hoàng Phủ Vô Song đã nhận được mật báo từ lâu, nhưng hắn cũng bất ngờ khi Bắc đế thân trinh đến dự đại hôn của mình. Còn làm gì vậy? Mau mời vào trong. Hoàng phủ vô song mỉm cười nói. Thái giám bước ra truyền chỉ. Chỉ một lát sau, một chàng dài tiếng hô nối tiếp vang lên. Bác đế ý kiến. Đến khi âm thanh cuối cùng vang lên, bên ngoài cửa cung xuất hiện một bóng người cao lớn đầy vẻ ngạo mạn. Bác đế tiêu giận bước đi trên thảm đỏ. Một bộ áo tím theo hình dao long phần phật bay trong gió. Bước đi đầy khí phách, mạnh mẽ. Theo sau hắn là hai trong số tứ đại thân vệ khi đứng cách hoàng phủ vô song khoảng 10 bước mới dừng lại cấm vệ quân nam triều thấy thế liền rút đao ra ngăn cản thì ra người nam triều tiếp đãi khách như thế này sao tiêu giận lạnh lùng đưa mắt nhìn qua những cấm vệ quân đang ngăn cản cảm thấy toàn thân run lên lùi ra hoàng phủ vô song lạnh giọng quát bắc đế đi đường xa tới không tiếp đón từ xa thật là quá thất kính hoàng phủ vô song cười nói hoàng thượng khách khí rồi lần này bản đế tới đây một là chúc hoàng thượng và hoàng hậu long phượng sát cánh bạc đầu dài lão tiêu giận nhích môi cười giọng nói nhẹ nhàng mang theo lạnh lùng sau đó hắn nhau mắt lại nói dâng lễ vật lên hồi tuyết và lưu phong đứng sau nghe thấy liền nâng khay chỉnh lễ vật lên hoàng phủ vô song ra hiệu bảo thái giám đứng sau nhận lấy còn mình bước xuống mời bắc đế vào trong điện tham gia yến hội sắp tới tiêu giận khẽ cười sau đó đưa mắt nhìn tân hậu đứng phía sau hoàng phủ vô song đôi mắt hơi nheo lại chậm rãi nói lúc bản đế tới đây cũng không biết hoàng thượng tiến hành đại hôn lễ vật có phần hơi vội vàng nhưng bản đế lại có một phần đại lễ muốn tặng cho hoàng hậu hoàng phủ vô song nghe vậy bật cười không ngờ bác đế còn tặng cả lễ vật cho hoàng hậu hoàng hậu hãy mau đa tạ bác đế đi đan hoàng bị khăn hỉ che khuất không nhìn được người mới tới thứ lọt vào tầm mắt chỉ có một đôi giày hoa văn bằng da hiêu nàng cúi đầu nhìn chân hắn trong đầu chợt nhớ tới những lời nói của tướng quân gả đi thay người còn nói sẽ có một người mang nàng đi chẳng lẽ người này là bác đế vì sao vì sao hắn lại mang nàng đi nàng chậm rãi hít sâu mỉm cười nói đa tạ bác đế hoàng hậu không nhìn xem đó là lễ vật gì sao giọng nói trầm thấp có phần bá đạo truyền tới trong lòng khẽ run lên nhất thời đan hoàng không biết nên làm thế nào cho phải Hoàng phủ vô song nói Hoàng hậu một nước không cần quá để ý lễ nghi Mau mở khăn xem đi Lời vừa dứt Hoàng phủ vô song đã nâng tay kéo khăn hỉ trên đầu đàn hoàng xuống Trong khoảnh khắc Trái tim cơ phượng ly co thắt mãnh liệt Lúc này hắn đã trở thành hoàng tử nguyệt thị Mà nạp lan tuyết chân chính đã tháo mặt nạ ra Giả dạng thành tùy tùng nguyệt phách Hắn nhìn hoàng hậu đội mũ phượng Phía xa không chớp mắt Cảm thấy vô cùng căng thẳng Tính canh giờ Cô nhiên kia Hẳn là đã quay về kịp thời gian Hoàng Phủ Vô Song tới đón dâu, thế nên hắn mới cố ý tiến cung, nhìn cô nương này một lần. Hắn nhìn khăn hỉ chậm rãi rơi xuống, lộ ra đôi môi đỏ, sóng mũi dọc dừa, mặt ngọc mày ngài, gương mặt rất đẹp, chỉ là không có điểm nào giống với người kia. Trái tim đang trèo leo bên bờ vực rơi thẳng xuống đất, chẳng lẽ những thứ hắn nhìn thấy thật sự là ảo giác, vì nhớ tới điên cuồng nên nhìn ai cũng thành hắn. Ánh nắng chiếu sáng cả một khu vực màu đỏ, những dây lụa đỏ tung bay trong gió, không khí hoan hỉ khắp nơi, chỉ có hắn, đôi mắt thâm trầm, mãi mãi lạnh như băng. Nhưng khi nhìn rõ dung mạo của Đan Hoàng, nhận ra đó là phi tần tống khởi la trước đó của Khang Đế, nhận ra đó là người khiến Nguyên Bảo phải chịu án tử, hắn liền ngây ngẩn cả người. Khi tiêu giận nhìn thấy Đan Hoàng, cũng ngây ngẩn cả người. Năm hắn 7 tuổi, mẫu hậu qua đời, cũng từ khi đó, dung mạo của mẫu hậu trong tâm trí hắn càng lúc càng mờ nhạt, mãi đến khi Hoa Chi Vũ đem bức tranh vẽ đan hoàng tới trước mặt hắn, dường như mọi ký ức về mẫu hậu đã quay trở lại. Còn hiện tại, nhìn thấy đan hoàng thực sự vẫn khiến hắn ngây người, cảm giác này giống hệt như mẫu thân đã quay trở lại. Cùng rừng sốt còn có hoàng phủ vô song, Nhiếp Viễn Kiều phong tỏa thông tin vô cùng kín kẽ, dù sao hoàng hậu bị cướp ở Nhiếp phủ, bọn họ tránh không thoát tội. Huống Chi, hoàng hậu kia cũng không phải nữ nhi nhà họ, do đó hoàng phủ Vô Song không biết Hoa Chi Vũ đã bị cướp đi, lúc này nhìn thấy hoàng hậu là một người khác, sao có thể không sợ hãi. Ở góc độ mọi người không nhìn thấy, gương mặt Tuấn Mỹ Vô Song lộ ra âm thầm lạnh lẽo, còn có cả sát khí nồng đậm, đôi mắt tràn ngập vẻ hoan hỉ, giờ sắc bén tựa như chim ưng. Hắn khẽ thở dài một hơi, đến khi quay đầu lại, trên môi xuất hiện nụ cười rạng rỡ tựa hoa đào hắn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của đan hoàng chậm rãi nói với tiêu giận không biết bác đế đã tặng lễ vật gì cho hoàng hậu bá quan vô cùng khiếp sợ bọn họ cũng không hiểu vì sao phi tần của khang đế lại trở thành nhiếp tiểu thư lại còn trở thành tân hậu rất nhiều người nghĩ mãi cũng không thông nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của hoàng phủ vô song cũng không có ai dám mở miệng chất vấn Đàn Hoàng nhìn người đàn ông đầy khí phách trước mắt, nhìn đôi mắt kiêu ngạo rực cháy như lửa, nàng có phần hơi sửng sốt, đôi mắt kia mang theo sức mạnh câu hồn đoạt phách, trong nháy mắt đã bao trùm cả người nàng trong đó. Đa Tạ Hoàng thượng, nàng thi lễ với bác Đế, tiêu giận vẫy tay ra hiệu cho hồi tuyết bưng khay ngọc lên, trong khay ngọc là một cuộn tranh màu trắng. Ca Tường nhận lấy khay ngọc, đưa tới trước mặt Đan Hoàng, nàng cầm lấy bức tranh, từ từ mở ra. Hoàng phủ vô song đứng bên cũng hứng thú quan sát. Bức hoa màu trắng mở ra, đan hoàng liền cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả sắc mặt hoàng phủ vô song cũng trở nên tái nhợt. Thảo nguyên, lều trại, trời cao, chim ưng bay lượn. Gần nhất là một cây mai đang nở hoa. Những đóa hoa mai lặng lẽ nở rộ, cành cây vì sức nặng của hoa mà hơi rủ xuống. Dường như còn có cả hương hoa mai từ đó toát ra. Dưới tán cây có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, mặc trang phục dị tộc, xinh đẹp mà điềm tĩnh, người đó ôm một đứa bé gái nhỏ xíu trong lòng, một bé trai tầm 7, 8 tuổi đang đứng bên cạnh, cầm que kẹo đùa với bé gái kia. Bức tranh này rõ ràng là do một nam nhân vẽ lại, đường nét không quá tỉ mỉ, nhưng lại mang tới cho đan hoàng cảm giác ấm áp, đúng là đã dùng cả tấm lòng để vẽ nên bức tranh này. Khi đan hoàng nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ, tay nàng lập tức run lên, bởi vì vẻ bề ngoài của người kia có rất nhiều điểm giống nàng người này người này là ai vậy đan hoàng run giọng nói hoàng phủ vô sao nhìn vào bức tranh đôi mắt hơi nheo lại khẽ cười bức tranh này không tệ hoàng hậu hãy mau nhận lấy mời bác đế vào trong điện nghỉ ngơi buổi tối sẽ có dạ yến rất hân hạnh được chào đón bác đế hoàng thượng thành thân với hoàng muội của bản đế đương nhiên bản đế phải tới tham dự rồi ánh mắt tiêu giận mang theo sự thương tiếc nhìn đan hoàng mỉm cười nói <cười> Hoàng phủ vô song bật cười, ngài thật là viết đùa. Mời vào trong điện. Tiêu Dận đứng yên ở đó nhìn Hoàng phủ vô song cười lạnh. Người này là Hoàng muội đã mất tích nhiều năm của bản đế, cũng chính là công chúa chắc nhã. Người trong bức tranh này là mẫu hậu của ta, đứa bé bà ôm trong lòng chính là Hoàng muội của ta, cũng chính là Hoàng hậu của ngài. Ta đường đường là Bắc đế, sao có thể nhận bừa Hoàng muội của mình? Loài chuyện này sao có thể lấy ra để đùa dỡn được? khi đan hoàng biết mình là công chúa bắc triều trong lòng không thể bình tĩnh nổi nàng nắm chặt bức tranh kia trong tay suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển nàng vẫn luôn nghĩ mình là một cô nhi không nơi nương tựa vậy mà chỉ trong chấp mắt sau lại trở thành công chúa bắc triều người phương bắc khí phách mạnh mẽ này lại chính là đại ca của nàng mọi chuyện hôm nay thật giống như là một giấc mơ nàng nhớ tới lời tướng quân đã nói sẽ có một người mang nàng đi Nói như vậy, tướng quân đã biết chuyện này từ lâu, thế nên mới ngầm bỏ đi trước. Nhưng tướng quân đang ở đâu? Đàn hoàng đứng bất động như một con rối gỗ, nàng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Trong mắt hoàng phủ vô song, thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng chỉ trong giây lát đã có thể tươi cười nói. Chậm cũng không biết nàng là hoàng muội của ngài, còn tưởng đây là nhiếp tiểu thư. Chuyện này cần phải điều tra lại cho rõ. Có lẽ ngài đã nhận sai người rồi, trong thiên hạ không phải không có người có vẻ bề ngoài giống nhau. Các quan phía dưới thì thầm bàn tán, một đại thần thừa cơ bước ra nói, nếu tân hậu đúng là hoàng muội của bác đế, vậy về việc của tà tướng đại nhân, xin hoàng thượng mau chóng điều tra rõ lại việc này, rửa sạch nỗi oan cho tà tướng đại nhân. Việc này không cần phải điều tra lại nữa, hoàng muội của bản đế chỉ có một, đó là tân hậu trước mắt hoàng thượng. Còn nữa, cơ phượng ly chết cũng thật oan ức, có phải hoàng thượng nên trả lại trong sạch cho hắn không? Tiêu giận cảm thán nói, hoàng thượng, xin người trả lại trong sạch cho tả tướng đại nhân, hoàng thượng. Tiếng người không ngừng nối tiếp nhau, vốn là đại điển thành hôn long trọng vui vẻ, lại vì sự xuất hiện của hoàng đế Bắc Triều trở thành lễ tẩy oan cho cờ phượng ly. Hoàng phủ vô song u ám đứng trên đài cao, hắn không ngờ cơ phượng ly đã qua đời lâu như vậy mà bá quan văn võ vẫn còn ủng hộ hắn như thế. Hắn lạnh lùng nói, hôm nay là đại hôn của trẫm, những chuyện khác để sau hãy bàn. Nói xong hắn cầm lấy tay đan hoàng Kéo nàng bước vào trong đại điện Nạp lan tuyết buồn bực thì thầm vào tay cơ phượng ly Chuyện gì đang xảy ra vậy Ngươi câu kết với bắc đế à Sao hắn lại đi rửa oan cho ngươi Cơ phượng ly im lặng không nói gì Đôi đồng tử màu đen khuất sau lớp mặt nạ vàng chật lóe lên vẻ nghi hoặc rồi biến mất. Tạm chưa nói tới, vì sao bác đế lại đi giải oan cho hắn. Điều khiến lòng hắn không yên lúc này là cô nương hắn bắt cóc lúc sáng nay. Đây không phải là nhiếp y nhân, Vậy nhiếp y nhân đang ở đâu? Đêm đến, Hoàng Phủ Vô Song thiết yến ở Khang Ninh Điện, ánh đèn đuốc giao hòa với tiếng ca múa mừng cảnh Thái Bình, tân hậu từ nhiếp tiểu thư trở thành công chúa Bắc Triều. Chuyện này khiến cho quần thần cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng hoàng đế hai nước lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, người làm bề tôi như họ sao dám lên tiếng. Đàn hoàng ngồi bên cạnh hoàng phủ vô song, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Tùy hoàng phủ vô song luôn miệng tươi cười, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể hắn. Bàn tay bỗng có cảm giác ấm áp. Nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hoàng phủ vô song đang ngửa đầu uống rượu, đã quay lại cười sủng nịnh với nàng. Nụ cười dịu dàng mà thuần khiết như ngọc, nếu không phải chưa từng chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn, có lẽ nàng sẽ đắm chìm trong nụ cười kia. Hắn chậm rãi tiến gần, sát về phía nàng, dịu dàng hỏi: "Nàng đang ở đâu?" Nói cho chậm biết. Đan Hoàng nhìn hắn mỉm cười, nàng đã đi rồi, cả đời này ngài cũng không thể gặp nàng được nữa. Đan Hoàng hiểu, tướng quân không muốn gả cho Hoàng thượng nên mới tỉnh nguyện đi theo bọn bắt cóc, cũng không biết đã trốn thoát được hay chưa. Đi rồi, Hoàng phủ vô song nhíu mày cười lạnh, Chấm sẽ tìm ra nàng. Bá quan nâng chén chúc mừng, dù là ai Hoàng phủ vô song cũng đều nhấp một ngụm. Hữu tướng nhấp viễn kiều cũng tới nâng chén chúc mừng, cúi người quỳ lạy, vì thần có tội. Vi thần không biết cô ta là công chúa Bắc Triều, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng phủ vô song uống cạn chén rượu mỉm cười nói, Hiệu tướng đại nhân, ngài có tội gì chứ? Ngài tìm được công chúa Bắc Triều chính là lập công lớn, chấm còn phải ban thưởng cho ngài. Người đâu? Ban rượu. Một thái giám nâng chén rượu đi tới trước mặt Diệp viễn kiều. Ngày lúc nhiễm viễn kiều nhận lấy uống cạn, thái giám kia lật cổ tay, phía dưới khai hiện lên một luồng ánh sáng lạnh tấn công hoàng phủ vô song. Sự việc xảy ra đột ngột Ai cũng không kịp đề phòng Ánh rào lạnh lẽo như tuyết Không ngừng lướt gió sông tới Mọi người thét lên kinh hãi Cũng có người kêu hộ giá Cả đại điện náo loạn Đột nhiên nhiếp viễn kiều sông lên Giao đấu với thái giám nọ Hôm nay đã xảy qua quá nhiều việc ngoài ý muốn Hoàn toàn vượt qua tầm khống chế của tất cả mọi người Trải qua nhiều năm như vậy Nhiếp viễn kiều giấu tài Ngấm ngầm bồi dưỡng hoàng phủ vô song để đợi tới ngày hắn bước lên ngôi cửu ngũ, để nữ nhi của mình có thể làm chủ hậu cung, để mình có thể nắm giữ triều chính, nhưng nữ nhi của ông vẫn còn quá nhỏ, bất đắc dĩ phải dùng cô nương kia thay thế, vậy mà không ngờ, trong ngày đại hôn lại có một loạt chuyện xảy ra thế này. Hoàng hậu hiện tại không thể làm nữ nhi của ông, nhưng hoàng phủ vô song cũng không thể chết, ít nhất, trước khi nữ nhi của ông đủ tuổi nhập cung, hắn tuyệt đối không thể chết võ công của thích khách cũng không tệ nhưng biến kiều giao đấu với hắn mấy chiêu chợt thấy toàn thân mềm nhũn nội lực không chịu tập trung ở đan điền cuối cùng không còn chút sức lực nào nữa vào đúng lúc này có ánh sáng lóe lên ông chờ mắt nhìn con dao trong tay thích khách cắm vào ngực cảm giác đau đớn máu tươi chảy ra nhiễm đỏ vạt áo hữu tướng đại nhân hoàng phủ vô song hô lớn đưa tay giữ lấy nhiếp viễn kiều sắp ngã xuống đất hữu tướng đại nhân ngày thế nào rồi mau truyền ngữ y Lúc này cấm vệ quân đã chế ngự được tên thích khách kia. Nhiếp viễn kiều nghe thấy tiếng của hoàng phủ vô song. Ông quay lại, dùng đôi mắt không dám tin nhìn hắn thở dốc. Ng ngươi, là, là ngươi làm, vị, vị, vị sao? Chén rượu kia là do hắn ban thưởng, trong rượu có độc. Tên thích khách kia cũng là do hắn an bài, nhân lúc chất độc phát tác, giết hại ông. Đúng vậy, cậu, trong lòng cậu nghĩ gì, chẳng lại không biết hay sao? nhưng chậm niệm cậu từng lập công lớn cũng không muốn động đến cậu thế nhưng cậu không nên làm mất bảo nhi của chậm càng không nên giấu giếm chậm để chấm bị vây trong tình cảnh này cậu cứ yên tâm mà đi thôi nhiếp ninh đại ca sẽ tiếp tục phó tá chậm giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm gián sát vào tai nhiếp viễn kiều chậm rãi đầy vẻ ma mị nhiếp viễn kiều mở lớn hai mắt cổ họng phát ra những tiếng khàn khàn như tiếng than khóc giành giật vương vị rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng dù sao, người thắng cũng không phải là ông. Hoàng phủ vô song đặt nhiếp viễn kiều xuống đất, cất giọng nói. Hiếu tướng xả thân hộ giá, chẫm cảm động trước lòng trung thành của ông, cho phép an táng theo nghi lễ quốc gia. Trước lúc ra đi, hữu tướng vẫn không yên lòng về trưởng tử của mình. Này, chậm sắc phong nhiếp ninh làm trung dũng vương, khâm thử. Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song tràn đầy sự bi thương sâu sắc, khiến người ta cảm thấy cảm động trong lòng chúng thần dững giờ từ khi hoàng phủ vô song đăng cơ tả tướng cơ phượng ly qua đời người nắm giữ toàn bộ triều chính dưới một người trên vạn người không ai khác mà chính là nhiếp viễn kiều còn bây giờ nữ nhi được phong hậu vinh hòa phú quý vô hạn nhưng nào ngờ tất cả đã tan biến thành bọt nước tất cả mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến quá trình nhiếp tướng hộ giá rồi hy sinh ai cũng không né được tiếng thở dài thật đáng tiếc cơ phượng ly ngồi yên quan sát màn kịch trước mắt cười nhạt hắn cũng không nghĩ tới. Ban đầu hắn chỉ định khơi mào tranh chấp giữa nhiếp viễn kiều và hoa mục, nhưng không ngờ hoàng phủ vô song lại tự ra tay, tự mình loại bỏ nhiếp viễn kiều. Bày ra vụ hành thích đẩy nạn nhân vào trong, mãi tới tận khi chết mới biết được chân tướng. Cuối cùng thứ để lại cho ông ta chỉ có một danh hiệu mỹ miều, liều chết cứu giá, hy sinh thân mình vì đất nước. <laughs> hoàng phủ vô song, quả không hổ là người tàn nhẫn. Đợi đến khi nhất viễn kiều được cấm vệ quân đưa ra ngoài, hoàng phủ vô song mới nói. Để sự việc này xảy ra, chấm có cảm giác thương tiếc sâu sắc, nhưng hôm nay là đại hôn của chấm, mọi người không cần câu nệ. Cả đại điện im ắng, hoàng phủ vô song lệnh cho nhóm ca cơ lên đánh đàn mới xua đi được cảm giác lạnh lẽo trong đại điện. Hoàng thượng, trong cung có một vũ cơ mới tới, hãy truyền nàng ta lên múa, góp vui cho yến tiệc. Cát tường khẽ nói vào tai Hoàng Phủ Vô Song. Hoàng Phủ Vô Song nói, chuẩn. Có một thái giám bước lên nói gì đó với Hoàng Phủ Vô Song, chỉ thấy hắn gật đầu đồng ý, mấy chiếc đèn lưu ly được tắt đi. Ánh sáng trở nên nhạt nhòa trong lúc chạm vạn. Trong đại điện chỉ còn lại những ánh nến mờ ảo hắt lên gương mặt mỗi người. Vào đúng lúc này, một tiếng đàn vang lên, âm thanh như cơn mưa trong trẻo đầu xuân, tươi mát như cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng réo rắt một phần ánh sáng trắng bao phủ lên một bóng người bay từ trên cao xuống tay áo tung bay tà váy vấp phới nàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất chân vừa chạm đất chiếc váy màu đỏ xòe ra ôm lấy người như một đóa hoa diễm lệ mọi người chỉ nhìn thấy một dáng người mảnh mai vòng eo nhỏ nhắn thớt tha tào nhã khiến cho người ta cảm thấy mơ màng nàng mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng mông lung như xương như khói thân váy thêu họa tiết vùng quảng đông tay váy kết từ dây kim tuyến lấp lánh dưới ánh nến tiếng đàn khẽ chuyển điệu nàng từ từ đứng dậy rồi đột nhiên nghiêng người ra sau tạo thành một đường cong huyền ảo giống hệt như ánh trăng non đầu tháng cũng trong lúc đó một cánh tay cầm nhánh cây hoa hạnh đưa về phía trước những nụ hoa e ấp xếp thành từng lớp tôn lên bộ ngực của nàng trong vầng sáng mông lung chiếc khăn che mặt màu bạc mỏng không che nổi những đường cong xinh đẹp trên gương mặt Tất cả mọi người đều hiếu kỳ với dung mạo của nàng, còn nàng bắt đầu múa rất nhanh. Vòng eo mảnh mai xoay tròn tạo nên một điệu múa xinh đẹp, cánh tay trắng nõn, tạo đủ tư thế thiên biến vạn hóa. Nàng khẽ lắc đầu, cành hoa cải tóc rơi xuống, một dòng suối màu đen mượt mà trượt xuống. Điểm nhẹ mũi chân, chiếc váy rộng rãi xoay tròn trong gió như một đóa hải đường lặng lẽ nở rộ. Đường theo tiếng nhạc, điệu múa của nàng lúc nhanh lúc chậm, khi thì thong thả chìm đắm nhẹ nhàng như đóa hoa nở rộ trong ánh mặt trời khiến người xem không thể rời mắt khi lại dồn dập tà váy dài không ngừng xoay tròn như một cơn lốc nhỏ màu trắng điệu múa nóng bỏng mà triền miên toàn thân nàng như một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt tâm trí người khác mỗi một cử động của nàng đều hấp dẫn vô số ánh mắt nhưng vẫn chưa có ai nhìn thấy điều gì sau lớp khăn che mặt kia chỉ thấy một đôi mắt trong suốt sáng ngời nổi bật trong màn đêm u ám điệu múa này như tấn công trực tiếp vào góc khuất tâm hồn mỗi người khiến họ lâng lâng như thoát khỏi trốn phàm tục vượt trên cõi tiên tiếng đàn réo rắt chợt chậm lại nàng duyên dáng xoay thêm một vòng chiếc khăn che mặt bị gió thổi qua một gương mặt thanh thoát xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt mọi người một đôi mắt thuần khiết như chứa đựng mọi hào quang của đất trời thuần khiết như ngọc là hắn sao là hắn hắn vẫn chưa chết trong khoảnh khắc đó, Tô Phượng Ly cảm giác được sự chấn động trước này chưa từng có. Trời rung đất chuyển, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Thường hải tang liền cũng không khiến hắn căng thẳng tới mức này. Thậm chí khi cả thế gian này bị hủy diệt, hắn cũng sẽ không kinh ngạc tới như vậy. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc như trống rỗng không thể suy nghĩ. Cảm giác như bị xét đánh cùng lắm cũng chỉ tới mức này. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy vận đổi sao rời như trang chu mộng điệp không biết mình đang ở đâu nữa những ngón tay giấu dưới tay áo run lên bần bật nắm lại rồi buông ra bàn tay đặt trên đùi tay và đùi cùng run lên tựa vào bàn cả chiếc bàn cũng run dậy không yên trong khoảnh khắc đó trái tim đã đóng thành băng của hắn như bị giọng nước mùa hè chảy tràn vào giọng nước làm tan băng còn không ngừng cuộn sóng là mộng sao nạp lan mau béo ta một cái người mà dẫu thái sơn có sụp đổ cũng không biến sắc như cơ phượng ly lại đang run giọng nói với nạp lan tuyết nhưng nạp lan tuyết hoàn toàn không nghe thấy lời của cơ phượng ly hắn đang ôm chén trà trong tay sững sờ nhìn về phía trước cơ phượng ly chỉ có thể tự mình véo mình đau thêm một cái nữa thật sự rất đau hình như không phải mộng cảm giác trống rỗng đi qua từ khiếp sợ kinh ngạc còn có mừng rỡ như điên tất cả đều đang tấn công trái tim hắn hắn không nghĩ được gì cũng không biết nói gì trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ, Bảo Nhi, Bảo Nhi. Từng tiếng một tích tụ thành một cơn sóng thần dâng trào trong lòng hắn. Hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh như mờ đi, chỉ có nàng là rõ nhất. Hắn không thể nói rõ mình vui mừng tới mức độ nào, cảm giác này giống hệt như phụ hy nhìn thấy nữ oa từ mấy vạn năm trước, Bảo Nhi vẫn còn sống. Việc duy nhất hắn muốn làm lúc này là xông lên ôm người kia vào lòng, hôn nàng, thương nàng, ôm chặt lấy nàng. Trên thực tế hắn đã chuẩn bị làm như vậy Nhưng vừa mới động thân Nạp Lan Tuyết đứng bên đã tỉnh táo lại Ép hắn ngồi xuống chậm rãi nói Hoàng tử, người muốn đi đâu Sau đó cúi đầu ghé sát vào tai hắn Đừng quên người đang ở đâu Còn nữa, sao hắn ta đột nhiên lại trở thành nữ nhân Cô ta là ai Cô ta có mục đích gì Bảo Nhi, nữ nhân Mãi cho tới lúc này Cơ Phượng Ly mới tỉnh táo lại đôi chút Đúng vậy Hắn, nàng rốt cuộc là ai Hắn cố gắng nén sự xúc động đang cuộn dâng trong lòng, đưa mắt nhìn nàng, gương mặt được che khuất bởi chiếc mặt nạ màu vàng tinh xảo, thứ lộ ra ngoài chỉ có chiếc cằm tinh xảo và một đôi mắt cuồn cuộn cảm xúc mãnh liệt, vừa lạnh thấu xương, vừa nóng như lửa đốt. Chính giữa đại điện, một bảo thống lĩnh từng khoác chiến bào rong ruổi nơi xa trường, một bảo công công từng mặc trang phục thái giám màu đỏ, bỏ đi tất cả những thứ đó. Hiện tại, chiếc váy bằng lụa mỏng màu trắng, búi tóc lưu vân, đầu cài châm phượng, mắt ngọc mày ngài, vòng eo mảnh mai, bộ ngực cao ngất, chính xác là nữ nhân, không hơn không kém. Sao vậy? Bảo công công có trọng bản tướng, không kịp được phải bơi đến đây sao? Tuy bản tướng không phải người đoạn tụ chi phích, nhưng bảo công công không chỉ xinh đẹp mà lại có lòng mê hoặc bản tướng. Nếu bản tướng cự tuyệt có phải rất ngốc hay không? Xem ra bản tướng không nhận không được rồi. Nàng quay đầu lại dịu dàng cười với hắn Rồi đem cả hoàn khố của hắn ôm vào trong lòng cười hì hì nói Tướng ra, ngày từ từ tắm rửa đi Nô tài đi trước một bước Bộ quần áo này mượn tạm của ngài Còn nữa tướng ra à Nô tài không bị đoạn tụ Cho dù có đoạn tụ đi chăng nữa Cũng không hề để ý tới ngài đâu dáng người của ngài vẫn chưa đủ uy mãnh Thì ra Trên thế giới này tồn tại người bị đoạn tụ thật Nếu muốn để người cam tâm tình nguyện Đi theo bản tướng Thật cũng không dễ dàng gì Ta biết thái tử điện hạ rất vô dụng Tuy ta có chút tình cảm với hắn Nhưng vẫn chưa hãm vào quá sâu Càng chưa si tình tới mức cùng hắn bước xuống suối vàng Nếu tả tướng đã có ý với ta Người đoạn tụ như ta Cũng không ngại cùng với tả tướng Cái... cái... cái gì? Chuộc... chuộc người làm gì? Ta muốn khai trai Ta thích nàng, cẩm sắc Trong doanh trại, đầy trời tuyết bay Nàng lạnh lùng nói vì sao hắn không cam lòng hỏi nàng nhìn hắn lạnh lùng nói ta từng nói rồi ta không phải người đoạn tụ ta đến cướp tân nương cơ phượng ly hy vọng ngươi để tứ nhi đi theo ta nàng lạnh lùng nói vì sao hắn cúi đầu nói đồng thời cũng tiến về phía trước nàng nhếch môi cười lạnh nói cơ phượng ly ta từng nói ta thích nàng hắn không nhịn được cưỡng hôn nàng nàng dùng tay đẩy hắn ra lạnh giọng nói Út ngay, đừng khiến ta cảm thấy ghê tởm. Hôm nay bản tướng mới biết, thì ra bảo công công sơi được cả nam lẫn nữ. Hôm nay tướng ra mới biết sao, đậu óc của ngài cũng thật là trì trệ. Nàng ngẩng đầu lên, trên môi hiện ra nụ cười đắc ý, chậm rãi nói. Không sai, bản công công có quen biết với phu nhân tả tướng, còn sợi dây chuyền này ta cũng từng thấy phu nhân tả tướng mang bên mình. Cờ Phượng Ly, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? đúng là sàng khoái. Nàng đột nhiên dùng lực, cơ phượng ly liền ngã khỏi giường. Bảo Nhi, ta đi đây, nếu thật sự có kiếp sau Người có biết ta muốn làm gì nhất không? Hắn cúi đầu hỏi. Làm gì? Hoa Chiêu Vũ nhìn hắn, không biết từ khi nào những giọt lệ nơi khóe mắt nàng đã chậm rãi rơi xuống. Ta sẽ thỉnh cầu Diêm Vương để kiếp sau đầu thai là một nữ nhân. Bảo Nhi, ta và ngươi không cần cùng làm nam nhân nữa những ký ức khi ở cùng nàng trước đây lần lượt hiện lên trong toàn bộ những cảnh đó hắn đã đem lòng yêu một nam nhân dần dần trở thành người đoạn tụ vậy mà kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại là nữ nhân thì ra đúng là nàng không bị đoạn tụ đơn giản bởi vì nàng là nữ nhân hắn bị nàng hấp dẫn thế nhưng nàng giấu diếm hắn lâu như vậy chờ mắt nhìn hắn trầm luân dãy dụa trên con đường đoạn tụ như vậy vẫn còn chưa đủ nàng còn tặng hắn một đau cướp đi tính mạng của hắn Bốn dĩ, hắn nghĩ nàng ghê tởm hắn, từ chối hắn, bởi vì nàng không phải người đoạn tụ, còn bây giờ khi biết nàng là nữ nhân, hắn lại nghĩ, từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ thích hắn, dù chỉ là một chút, nàng là người hắn yêu nhất, nhưng còn hắn, chỉ e hắn lại chính là người nàng hận nhất. Cảm giác quay cuồng đảo điên từ lúc mới nhìn thấy nàng đã từ từ lắng xuống. Bảo nhi, mặc kệ thân phận thật sự của nàng là gì, mặc kệ nàng muốn làm gì, cũng không cần biết nàng có yêu ta hay không Chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi Mà ta chỉ cần được nhìn thấy nàng Mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng Đã là rất tốt rồi Điệu múa kết thúc Hòa Chí Vũ thản nhiên mỉm cười Nàng đứng ở đó đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người Thật hiển nhiên Trong số những người này cũng có người không biết nguyên bảo Nhưng kể cả có nhận ra thì vẫn không dám tin Hoàng phủ vô song chăm chú nhìn nàng, đôi mắt như màn đêm u tối, thoáng có lửa giận lấp lánh trong đó đúng vậy sao hoàng phủ vô song có thể không giận cho nổi vốn hắn nghĩ tân ngương là nàng vậy mà người bái tường với hắn lại là đan hoàng mà đêm nay nàng lại lấy thân phận vũ cơ xuất hiện trước mặt hắn bảo hắn không giận làm sao được tiêu giận ngồi cạnh hoàng phủ vô song đôi mắt màu tím sâu tới ngàn trượng dường như có thể hút mất hồn phách của nàng khiến nàng trầm luân trong đó nàng khẽ mỉm cười thì lễ với hoàng phủ vô song hoàng thượng Lô tỳ còn có một khúc nhạc muốn dâng lên hoàng thượng. Sắc mặt hoàng phủ vô song hơi trầm xuống nhưng vẫn cười nói. Chuẩn. Hoa chứ vũ nhận lấy cây đàn tỳ bà trong tay cung nữ, mỉm cười vén tay áo lên, mười ngón tay ngọc lướt qua dây đàn. Trong nhảy mắt, tiếng tỳ bà chan chứa dịu dàng như cơn mưa lạc trong khe núi, mang theo tiếng gió, tiếng nước rơi dốc rách. Chỉ một lát sau, những âm điệu trói tai vang lên, dọc rách mãnh liệt như cơn mưa trong khu rừng rậm, những hạt mưa bắn băng đi khắp nơi Như tiếng ngọc rơi vỡ Còn có những dòng nước hợp lại thành suối ráo rắt tận sâu vào tâm khảm Tiếng đàn bỗng nhiên dâng trào Vó ngựa ầm ầm rung chuyển đất trời Tiếng đao kiếm va chạm Người ngựa tung hoành như sấm vang chớp giật Mọi người ngồi trong điện cảm thấy nhịp tim đập nhanh tới mức khó có thể khống chế Gần như muốn đứng lên bỏ chạy Trong khoảnh khắc đó Hoa trừ vũ đột ngột vung tay Làm đứt bốn sợi dây đàn Tiếng tỳ bà ngừng lại còn bốn sợi dây đàn lại giống như bốn mũi tên sắc bén tấn công về phía hoàng phủ vô song một chiều này hắn nhất định phải chết đầu tiên Hoa triều vũ dùng nội lực đánh đàn chấn nhiếp tinh thần của người khác sau đó cũng dùng nội lực bứt đứt dây đàn bốn dây đàn hóa thành bốn mũi tên dài chia thành bốn hướng tấn công những vị trí trọng yếu trên người hoàng phủ vô song đồng thời cũng phong tỏa toàn bộ không gian né tránh của hắn dây đàn mỏng manh lướt đi nhanh như sấm sét lấp lánh dưới ánh đèn như cầu vồng sau mưa tấn công về phía hoàng phủ vô song trong nháy mắt toàn thân nàng tỏa ra sát khí mạnh mẽ nào có ai ngờ đàn tì bà cũng có thể dùng lập ám khí cũng nào có ai ngờ một cô nương yểu điệu lại có thể tỏa ra sát khí mạnh như vậy một chiều này rất chuẩn rất độc hoàng thượng cẩn thận thị vệ đứng trong điện muốn phi thần ứng cứu cũng đã không kịp hoàng phủ vô song lạnh lùng nhìn dây đàn đang bắn tới đột ngột ném chén rượu trong tay ra ngoài Chén rượu trong suốt đón nhận thế tấn công mạnh mẽ từ dây đàn vang lên tiếng vỡ nát, mà dây đàn thứ hai, thứ ba, thứ tư đều đã tới rất gần. Một dây bắn về giữa mi tâm, một dây nhằm vào ngực trái, một dây chiếu thẳng vào cổ họng. Hắn nghiêng đầu né tránh dây đàn tấn công phía mi tâm, dùng ngón tay chặn lại dây đàn trước cổ họng. Chỉ có phần ngực, không có gì che chắn, chỉ có thể đưa mắt, nhìn dây đàn xuyên qua. Hết chương 137, hết tập 27. À, định đọc nốt chương 138 cơ Thế nhưng mà cổ họng nó rát rát rồi Thế nên là thôi à, Tập này thì biến cố xảy ra rồn rập nhờ mọi người nhờ à, Đầu tiên thì Hoa Chư Vũ đã mất đi đứa bé Và đụng chúng cơ phượng đi trên đường trở về Lúc đó thì trên tay hắn đã nhiễm đỏ máu Và đấy chính là máu của đứa nhỏ Thế nhưng tất nhiên thì mãi về sau hắn mới biết được điều này à, Tục ngữ Trung Quốc có câu nói là Phi điểu tận lương cung tàng Giảo thố tử cẩu tẩu phanh à, Trong trường hợp này thì sử dụng đối với nhiếp Viễn Kiều là vô cùng chính xác Nhiếp Viễn Kiều thì mang ý đồ bất lương ngay từ đầu Bồi dưỡng Hoàng Phủ Vũ Song Để sau này con gái của ông ta lên làm hoàng hậu Thì sẽ củng cố thế lực ngoại thích cho ông ta một tay che trời Thế nhưng mà không ngờ Hoàng Phủ Vũ Song lại là một con bạch nhãn lang Và cho đến lúc ông ta chết rồi thì mới hiểu ra mọi chuyện Nhưng mà tất nhiên là cũng đã quá muộn rồi rồi đến nhiếp y nhân cũng chính là hoa chư vũ thì trong ngày đại hôn đã bị hắc y nhân thuộc hạ của cơ phượng ly bắt cóc và nàng đã chạy thoát sau đó lại quay trở về hoàng cung và ám sát hoàng phủ vũ xong và như Trang đã nói ở tập trước thì đan hoàng mới thật sự là công chúa chắc nhã của bắc triều chỉ bởi vì khi lên kế hoạch thì đan hoàng lại cứ một lòng si mê doanh sơ tà thế cho nên là người trong bóng tối mới thay đổi người à, thân phận công chúa chắc nhã trở thành cẩm sắc Ở trong tập 29 thì chúng ta sẽ gặp lại Hoa Mục Tướng Quân Người đáng lẽ đã phải chết từ rất lâu trước đó rồi Và cũng chính là người đứng trong bóng tối dàn dựng tất cả màn kịch tinh vi này các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện nghe Trang đọc truyện ngôn tình để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.